Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng việc châu Âu tách khỏi năng lượng Nga chỉ là ảo tưởng vì Nga dễ dàng tìm được khách hàng thay thế và châu Âu sẽ trở thành nạn nhân. Tất nhiên, châu Âu có thể tách khỏi năng lượng của Nga, nhưng đây thực sự là một ảo tưởng và sẽ không có tác dụng gì, bởi vì Nga không thể tách khỏi phần còn lại của thế giới. Nguyên liệu thô của Nga sẽ được người khác mua, và chúng ta đang phải chịu lạm phát chiến tranh và mất khả năng cạnh tranh của mình, ông Orbán nói trong bài phát biểu thường niên tại thành phố Beotosnat của Rumania. Theo ông, trước khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, EU đã trả 300 tỷ euro, 333 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho dầu khí, và số tiền này đã đội lên tới 653 tỷ euro, 726 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Người đứng đầu chính phủ Hungary cũng đề cập tới thống kê rằng, trong số 1.400 công ty phương Tây, chỉ có 8,5% rời khỏi thị trường Nga. Số còn lại đã nộp tổng cộng 3,5 tỷ đô la Mỹ tiền thuế cho ngân sách Nga trong năm 2022. Ông Orbán từng nhiều lần khẳng định rằng, châu Âu đang thua cuộc khi từ chối các nguồn năng lượng của Nga để quay sang năng lượng của Mỹ, vì châu Âu buộc phải trả giá cao gấp 5 đến 10 lần. Mới đây, cơ quan năng lượng quốc tế đã cảnh báo về khả năng khủng hoảng năng lượng tái diễn ở châu Âu nếu cai nghiện hoàn toàn khí đốt của Nga. Tỷ trọng khí đốt Nga từng chiếm 83% cơ cấu nhập khẩu khí đốt của EU. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống, chỉ còn 10% khi xung đột Ukraine nổ ra. Theo cơ sở hạ tầng khí châu Âu, kho chứa khí đốt ở EU hiện đạt trên 80% công suất, cao hơn gần 20% so với mức trung bình trong 5 năm trước đó. Các nhà phân tích đã kỳ vọng các địa điểm lưu trữ sẽ đạt 90% trước tháng 11 theo mục tiêu chính thức của EU. Trong một kịch bản mà châu Âu có một mùa đông ôn hòa trở lại và lưu lượng LNG vẫn gần với mức kỷ lục của năm ngoái, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết các địa điểm lưu trữ sẽ kết thúc mùa sưởi ấm với mức tồn kho trên 50% công suất, ngay cả khi không có đường ống khí đốt của Nga. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nếu có sự kết hợp của mùa đông lạnh giá, đường ống dẫn khí đốt của Nga ngừng hoạt động hoàn toàn và lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẵn có thấp, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết, kho chứa khí đốt của EU có thể dự trữ chỉ 20% vào tháng 4 năm 2024, dẫn đến một vòng xoáy tăng giá xăng khác ở châu Âu. Theo nhà phân tích Alexander Lemoine, sản lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu phải tăng thêm 15 tỷ mét khối thì mới có thể bù đắp hoàn toàn cho lượng khí đốt mà châu Âu không còn nhập khẩu từ Nga. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.